Chưa, nhận đủ chưa? Chưa. Hơi căng thẳng cháu. Đừng có la, mất bình tĩnh. Cháu nghiêng vợ lại. Hơi nghiêng qua phải rồi. Chỉnh lại rồi, thẳng lại. Còn đá bên hông á. Đá xuống thử cái được không? Ủa bộ tay gà nó đứng nghe không mà lại bỏ từ dài xuống luôn đi. Đang quay chứ.